Thưa quý vị liên quan đến vụ việc thiếu úy Nguyễn Đức Đạt 26 tuổi là công an huyện Long Hồ tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá trong quá trình truy bắt tội phạm do bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long từ chối cấp cứu vào tối ngày 13 tháng 7. Sau đó cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương xác minh thông tin, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Ngày hôm nay đại tá Huỳnh Thanh Mộng là phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Sở Y tế tỉnh Long An cùng hội đồng chuyên môn đã kết luận bác sĩ trực có sai sót về chuyên môn khi tiếp nhận và thăm khám thiếu úy uống nhầm ma túy dẫn đến tử vong. Việc xử lý kỷ luật bác sĩ sẽ do Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chịu trách nhiệm. Bước tiếp theo, Công an tỉnh Long An sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án thống nhất xử lý vụ việc đúng pháp luật.